Sau nhiều năm tham gia du kích tại địa phương, ông Hôi ở xã Đắc Sơ Mây, huyện Đắk Đoa xuất ngũ với những vết thương trên người và di chứng của chất độc da cam. Là thương binh 3/4, sức khỏe bị giảm sút, cuộc sống gặp không ít khó khăn. Nhưng ông Hôi không buông xuôi mà luôn nỗ lực xoay sở, tìm hướng đi mới để ổn định cuộc sống gia đình. Với ý chí quyết tâm trong lao động sản xuất, chuyển đổi cây trồng mới có giá trị kinh tế cao. Đến nay, gia đình ông đã có khu vườn rộng hơn 3 hectare, trồng xen canh cây cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả, còn làm lúa nước và chăn nuôi, thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Mình tham gia cách mạng, bây giờ hàng tháng mình nhận được 3 khoản tiền của nhà nước được hơn 6 triệu đồng. Cùng với hỗ trợ của nhà nước, nhà mình có làm 1 hectare lúa nước, 3 hectare cà phê và 1.000 triệu tiêu, thu hoạch cũng được nhiều, đủ ăn và có dư. Mình cũng có hỗ trợ giúp đỡ bà con hàng xóm nữa. Mô hình làm kinh tế của thương binh Hôi tuy chưa là tiêu biểu xuất sắc so với các mô hình khác, nhưng điều quan trọng là thương binh được hưởng chế độ chính sách của nhà nước, nhưng không trông chờ ỷ lại mà tự mình vươn lên trong lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Hôi là chi hội của cựu chiến binh, thì anh này là cũng cựu chiến binh về đường, về phương hướng làm ăn rồi các chương trình ở địa phương là gia đình này rất tốt, rất áp dụng theo cái khoa học về làm sản xuất cây trồng, đặc biệt là các giống mới, rồi đây một tấm gương mà đi đầu trong cái làng nơi gỗ. Thì bình quân thu nhập của gia đình ông Hôi là hàng năm rất cao, đã giáo dục cho con cháu cho nên là các con rồi cháu rồi gia đình, nói chung là gia đình về ông Hôi là về kinh tế là nói địa phương là kinh tế là tương đối khá. Những điển hình như ông Hôi thể hiện tinh thần thương binh tàn nhưng không phế. Trong mọi hoàn cảnh, họ luôn phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, góp sức vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.